Tôi ấy là một nhà kinh doanh nên trong một tuần thì là có 7 ngày. Mà thường 7 ngày đó thì tôi phải làm việc với các đối tác của tôi ấy, là khoảng độ 4 đến 5 ngày là trên các cái bàn tiệc. Còn ngoài ra thì tôi vẫn tiếp xúc các quan hệ về bạn bè, giao lưu. Mà công việc của tôi ấy, giải quyết là tương đối là tốt đẹp. Nhưng 1 đến 2 năm gần đây ấy, thì tôi thấy là sức khỏe mình là có giảm sút. Người thì đau đầu, giảm sút rất là yếu. Tôi đi kiểm tra sức khỏe ấy, thì bác sĩ kia cũng nói là bệnh của ông ấy hiện nay là một đống bệnh trong người. Tôi cũng rất là lo ngại, như là bệnh mỡ máu này, gan nhiễm mỡ này, áp huyết cao này. Thế thì bác sĩ cũng kê đơn và cho tôi thuốc về tôi uống. Thì phải nói rằng là tôi về tôi uống cái thuốc của bác sĩ ấy, thì là các cái căn bệnh đó là cũng giảm mà tương đối là tốt. Nhưng ngược lại ấy, cái phản ứng phụ của thuốc tây ấy là sau khi cái bệnh của mình này chữa nó giảm rồi thì tôi lại bị mắc cái bệnh là chứng đau dạ dày. Mà đã chứng đau dạ dày thì cái cơn đau dạ dày cũng làm tôi rất là quằn quại, rất là khổ. Thì vợ tôi thì cũng rất là thương tôi, cũng đi tìm các cái lại phương thuốc để cho tôi uống nhưng thì cũng không giải quyết được cả. Nhưng rất là may ấy, thì trên mạng ấy, thì vợ tôi là tìm thấy là cái thuốc là cái liều thuốc hiện nay dùng thảo dược là Chonex BT của nhà sản xuất ấy, là nói là cái thuốc này là chữa bệnh là mỡ máu rất là tốt. Nhưng vợ tôi thì rất là cẩn thận, sau khi là biết được các cái tên thuốc và tra thì cái tác dụng của thuốc Chonex BT ấy là chữa bệnh mỡ máu ấy, và thứ hai là cái nguồn gốc của cái thuốc này là lại dùng là thảo dược được chế biến thành viên và viên sủi, là nên khi sử dụng viên sủi này ấy, rất hợp với tôi, là nhiều lúc mình đi công việc, đi ngoại giao, đi làm việc ấy, thì mình cho vào cặp ấy, là mình mang đi ấy, chỉ cần một cốc nước 100 ml là mình đưa vào ấy, sau 2-3 phút xong rồi mình uống thì là rất là tốt, mà không phải ních kích gì cái dụng cụ khác. Thì tôi ấy, sử dụng cái viên thuốc này ấy, thì vợ tôi mua cho tôi một liệu trình, tôi uống được 2 tuần thì tôi thấy rằng cái căn bệnh của tôi là những cái là mỡ máu, gan nhiễm mỡ, rồi thì cái áp huyết của tôi thì thấy giảm. Và thực chất ra ấy, là sau khi uống cái thuốc Chonex BT ấy thì mình không còn thấy cái phản ứng phụ là đau dạ dày nữa. Mà đây tức là cái thuốc mà thảo dược để mình uống vào mình chữa cái bệnh của mình là tương đối là tốt. Đấy. Thì sau đó tôi tiếp tục, tôi quyết định là mua 2 liều nữa. Tôi uống trong 3 tháng. Khi uống 3 tháng xong ấy, thì tôi thấy người tôi là khỏe lại gần như trạng thái bình thường. Người thì khoan khoái, đầu óc thì không căng thẳng, không đau đầu, không chân tay ấy, là không còn bì như trước nữa. Các cái chỉ số mà tôi đi kiểm tra sức khỏe đấy là mỡ máu này, gan nhiễm mỡ này, rồi thì cái áp huyết của tôi là trở lại trạng thái bình thường. Tôi cũng không ngờ cái bài thuốc mà Chonex BT này tốt như thế. Nếu mà có cái sản phẩm mà Chonex BT này mà có trước thì vợ chồng tôi cũng không khổ và cũng không vất vả như ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay ấy, thì tôi sử dụng sau 3 tháng và sức khỏe tôi hiện nay đang trở lại trạng thái bình thường. Tôi phải cảm ơn là cái sản phẩm là Chonex BT đã giúp tôi chữa trị tận gốc cái căn bệnh là mỡ máu và gan nhiễm mỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn.